Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự 17 giờ hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính như sau. Đồng chí Lê Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình. Lễ tôn vinh Hội viên nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. Khó khăn trong việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Ngân Thủy. Phóng sự xã biển Đức Trạch chủ trọng công tác vệ sinh môi trường. Sáng nay ngày 14 tháng 10, đồng chí Lê Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban từ khi thành lập tới nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Cao Phát Đình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập từ ngày 5 tháng 6 năm 2013 theo quyết định số 1232 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kể từ khi thành lập đến nay, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Cụ thể, ban đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết tổng kết, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Tham mưu đề xuất cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc phức tạp kéo dài, đôn đốc kiểm tra, giám sát, theo dõi, nắm bắt tình hình, từ đó yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Từ khi thành lập đến nay, ban đã tiếp nhận và xử lý 430 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, hoạt động tư pháp, chế độ chính sách. Cũng trong sáng nay 14 tháng 10, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức lễ tôn vinh Hội viên nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự. Đây là lần đầu tiên Hội nông dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh nông dân tiêu biểu nhằm động viên, tôn vinh cả hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Tại buổi lễ này, có 60 nông dân tiêu biểu được lựa chọn từ 157 cơ sở thuộc 8 huyện hội, thị hội, thành hội trong tỉnh. Đây là những nông dân tiêu biểu nhất đại diện cho hàng chục ngàn nông dân tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm sao chính đáng đã tạo nên làn gió mới ở mỗi vùng nông thôn trong toàn tỉnh. Cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Và mỗi hội viên nông dân được tôn vinh lần này sẽ là tấm gương tiêu biểu nhằm tiếp tục tạo sự lan tỏa đến toàn thể hội viên nông dân trong toàn tỉnh, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với phương châm hướng về cơ sở, hôm qua ngày 13 tháng 10, Huyện ủy Quảng Trạch đã chọn xã Quảng Phú làm điểm để tổ chức quà đam kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2014. 15 năm ngày dân vận cả nước, 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2014 và 65 năm ngày bài báo dân vận của Bác Hồ ra đời, 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2014. Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống công tác dân vận thời gian qua, đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác dân vận khẻ của Đảng bộ, chi bộ, như vận động nhân dân thực hiện tốt cả chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nông thôn mới, vận động bà con giáo dân trên địa bàn sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, vân vân. Là một xã có hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm khoảng 1/4 dân số, thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ xã Quảng Phú đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cả phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận đều gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền, cả đoàn thể đã vận động cả tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Dịp này, có hai cá nhân vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nên phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân huyện Tuyên Hóa ngày càng phát triển theo chiều sâu, quy mô và chất lượng hơn. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Tuyên Hóa có gần 10.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương có 27 hộ, cấp huyện có trên 1.000 hộ và cấp xã có 8.200 hộ. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 18 lớp tập huấn cho trên 1.000 hộ nông dân về nghề metredan, ứng dụng phân bón, thuốc thú y và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, hội nông dân huyện Tuyên Hóa còn vận động hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất mới như mô hình nuôi hươu, lấy nhung, mô hình trồng chuối, v.v. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình vẫn còn 4 xã đạt trên 5 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Với một địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 67%, thì việc huy động sức dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là rất khó khăn. Ngân Thủy là một xã miền núi dẻo cao, vốn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Lệ Thủy, với 2/3 số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Sau gần 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã chỉ mới hoàn thành được 5/19 tiêu chí, đó là quy hoạch và thực hiện quy hoạch, an ninh trật tự xã hội, trường học, y tế và hệ thống chính trị. Những tiêu chí còn lại vẫn nằm ở mức thấp, nhất là cả tiêu chí về thu nhập, nhà ở, giao thông, văn hóa và môi trường. Đất canh tác bị hạn chế, trong khi đó việc sản xuất của bà con chủ yếu theo lối tự cung tự cấp. Chính vì vậy, thu nhập của người dân nơi đây vẫn còn ở khoảng cách rất xa so với yêu cầu đề ra. Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, hệ thống đường về các bản vẫn còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, sinh hoạt cũng như việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Với sự hỗ trợ từ các nguồn vốn vay của chính phủ, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tăng cường đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn, nên sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 90% kế hoạch. Theo đó, trong năm 2014, ngư dân Bảo Ninh đã mạnh dạn vay vốn đóng mới 15 tàu cá có công suất lớn với tổng kinh phí 75 tỷ đồng, đưa tổng số tàu cá toàn xã lên 400 chiếc có tổng công suất 25.000 CV, trong đó có 200 tàu thuyền có công suất từ 90 CV trở lên. Nhờ tăng cường đóng mới cải hoán tàu cá, nên sản lượng khai thác hải sản trong 9 tháng đầu năm của xã Bảo Ninh đạt 5.000 tấn, đạt 90% kế hoạch năm 2014, vượt 25% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của một xã vùng biển đất chật người đông, vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường ở xã Đức Trạch cũng như cả địa bàn vùng biển ở huyện Bố Trạch luôn là vấn đề bức xúc, cần được giải quyết không chỉ một sớm một chiều mà phải mang tính lâu dài bền vững. Hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh được phát động rộng rãi trên địa bàn huyện Bố Trạch, xã Đức Trạch đã huy động người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao ý thức của mỗi người về bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay, xã Đức Trạch có một đơn vị nhận thầu thu gom rác thải trên địa bàn. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Qua những cái đợt về vấn đề phát động phong trào về là cái môi trường là xanh sạch đẹp và là thế giới không rác, thì đảng ủy, ủy ban cũng đã tổ chức những cái cuộc tuyên truyền vận động bằng tên loa tuyên thanh của xã và loa tuyên thanh của thôn, đồng thời cũng tổ chức các cái công tác cổ động cho nhân dân nhận thức về vấn đề công tác môi trường của địa phương. Xã biển Đức Trạch có 1.755 hộ dân với 80.000 nhân khẩu, được phân bố thành 6 thôn nằm trải dài ven biển. Địa hình thấp trũng, cư dân đông, người dân sống bằng nghề bám biển khai thác, chế biến thủy hải sản. Vì vậy, vấn đề đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp là việc làm cấp thiết của địa phương. Xác định điều đó và cùng với việc nỗ lực trong thực hiện tiêu chí môi trường, Ủy ban dân xã Đức Trạch đã chủ trọng công tác phối hợp tuyên truyên để nâng cao ý thức của mỗi người dân, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của chính quyền thôn xóm và lực lượng đoàn viên thanh niên. Chính như vậy, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên rõ rệt. Giống như mọi người dân của xã Đức Trạch nói chúng là muốn là cái môi trường luôn luôn trong sạch, xanh, và từ khuôn viên từ là công cộng xã nhà cho đến là mỗi gia đình đều là phải giữ gìn chúng, phải có nhà tiêu, nhà cầu tự hủy, rồi mỗi người phải có cái ý thức trong việc là ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Những hoạt động tích cực hưởng ứng ngày chủ nhật xanh cho quân bảo vệ môi trường như thế này đã mang lại ý nghĩa thể thưởng.
và quan trọng hơn cả là qua đó giúp người dân ý thức hơn trong vệ sinh môi trường. Mỗi người tự hành động để bảo vệ môi trường sống của mình. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết chiều tối nay ngày 14 tháng 10. Khu vực miền núi, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ 21-28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23-28 độ. Vùng biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.